mừng các bạn đến với kênh Bốn Mùa Ẩm Thực. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã cổ vũ mình rất là nhiệt tình. Sáng nay bây giờ là 8 giờ sáng, mình đang trên đường Bãi Sảy. Mình sẽ đến ăn ở tiệm mì Lộc Ký, số 264 đường Bãi Sảy, phường 8, quận 6 nha các bạn. Ở đây có một cái rất là độc chiêu, đó là tuyệt đỉnh công phu mì kéo. Và mình sẽ ăn mì và sẽ quay cái anh chủ kéo mì kéo rất là độc đáo nha các bạn. Các bạn cùng xem, cùng theo chân mình nha. Đây chủ quán hả anh? Chủ dạ. Quán mì Lộc Ký. Trước là anh, tôi thấy nó nằm ở góc đằng kia, Bãi Sảy rồi được, gớm. 8-9 tháng rồi. Mình thấy ở đây nó rộng rãi, thoáng hơn. Có chỗ đậu xe này kia. Nghe nói là anh cũng có dạy kéo mì nữa không anh? Dạ cũng có hướng dẫn. Một dạy một khóa như vậy, thời gian khoảng bao lâu thì làm được anh? Nếu mà học mì không thì tầm 2 tuần cho đến tháng là mình sẽ kéo mì. Trước đó anh chắc cũng là trải qua quá trình kinh nghiệm đó anh. Dạ. Anh làm được mấy năm rồi? Làm được mười mấy năm. Nghe nói chứ anh làm ở đâu đó phải không? Làm ở xưa thì có làm ở Phú Quốc, rồi U Hà Tôn Quyền. Rồi nhất Bát Tơ rồi. Và bây giờ anh về đây. Anh trẻ nhưng mà rất có tài nha các bạn. Và cũng trải ra rất là nhiều kinh nghiệm về cái mì kéo này nha các bạn. Đã từng làm ở Phú Quốc và rất là nhiều nơi ở Sài Gòn. Và bây giờ anh bán ở đây. Các bạn đến ủng hộ tiệm mì Lộc Ký của anh và có thể may mắn thì gặp được xe bánh kéo mì nha. Công phu mì kéo Lộc Ký. Quán ở số 264 đường Bãi Sảy, phường 8, quận 6 nha các bạn. Ở đây có bán mì kéo, thập cẩm, mì hải sản, quành thánh, sủi cảo, vịt quay, gà xé nha các bạn. Và có cái số điện thoại để liên hệ, có ghi ở phía dưới cái bảng các bạn xem nha. Quán mì Lộc Ký mình thấy là cũng khá là rộng rãi nha các bạn. Và sạch sẽ, ở đây có chỗ đậu xe của khách hẳn ở trong nhà luôn các bạn. Và đây là bây giờ là 8 giờ sáng nha các bạn. Khách tới ăn và là được một bát mì rồi đó các bạn, rất là đều, rất đẹp nha.
một phát mì rồi đó các bạn. Mì lớn cộng dẹp rất hay nha các bạn. Này kéo biểu diễn rồi các bạn ơi, anh nói là nhỏ quá thì không ăn được đó, các bạn thấy rồi, rất đẹp nha. Cọng mì nhỏ mà nó cũng dẹp, nhưng nó ra nhiều cái kích thước hình dáng nha các bạn. Đây là cái quầy bếp mở các bạn ha, mọi người cũng có thể nhìn thấy và quan sát. Ở đây mình thấy có những cái thố nước nem, xá xíu, thịt bằm, rau nem, hành ngò các bạn. Chị bếp đang trộn mấy tô mì cho khách. Mình cũng thấy có mấy cái ngăn nó đựng là tim các bạn, cần giò viên, tôm các bạn. Nước nem nó cải ngọt đó bạn, cái hành ngò. Đây là tô nước lèo nha các bạn, chắc cũng tiêu rồi. Thấy ở trên bàn cũng bày biện khá là ngăn nắp nha các bạn, có hũ sa tế, hũ tỏi ngâm, giấm tiều, tương ớt và nước tương và cái dĩa chanh ớt nữa các bạn. Tô mì nó có mì kéo nè, mình bỏ một ít tỏi ngâm, đây là cải ngọt cho các bạn, và tiêu. Ở trong cái phần tô nước lèo thập cẩm thì có xương, tim. Ở đây là cái miếng mực cho các bạn, thịt xá xíu nè, cá viên và tôm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái chén nước chấm này. Miếng sa tế
tường nữa nha các bạn. Nước tường dấm tèo có tỏi ngâm tí xíu chanh các bạn, ớt ba chì rất là cay. Trộn đầy lên và mình kéo cho nên mình thấy cái cọng nó cũng hơi to to ra mỗi xót. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.